Trúc Sinh, dạ Thanh Lan, Lê Ngọc, Sĩ Dự và Phí Phụng xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình Góc Phố Nhạc Vàng. Và hôm nay Trúc Sinh được hân hạnh gặp chị Thanh Lan một lần nữa, trở lại với Trúc Sinh. Lần này mình show mới gọi là Góc Phố Nhạc Vàng. Tại sao là Góc Phố Nhạc Vàng? Cái này chúng tôi là hôm nay chúng tôi trong góc phố nhỏ, dạ, góc đúng, nhỏ đây đúng là một nhỏ. Góc đó dạ. Thì đánh và đàn những cái bài gọi là bác hủ đó. Thì chị Thanh Lan vài lời với khán giả. Dạ vâng, thưa quý vị ạ, Thanh Lan rất là vui khi mà Trúc Sinh gọi đến để nói rằng chị Thanh Lan ơi, tụi mình thâu với nhau mấy bài góc phố nhạc vàng đi. Thì hôm nay Thanh Lan rất là vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương. Tối hôm nay sẽ cố gắng gửi đến quý vị những bài hát mà quý vị đã yêu mến từ bao nhiêu năm qua. Có thể là với giọng hát Thanh Lan, có thể là với giọng hát những ca sĩ khác. Tuy nhiên đó là những bài hát mà không bao giờ chúng ta quên, phải không? Một thời đã nhớ đã yêu đó. Và mở đầu chương trình, tôi xin giới thiệu bài Mẹ Tôi của tác giả Nhị Hà. Dạ, cho phép Thanh Lan nói chút xíu về bài này. Thưa quý vị, lần đầu tiên mà Thanh Lan nghe bài hát này là lúc đó Thanh Lan còn ở trong ban Việt Nhi đó, tức là ban thiếu nhi Nguyễn Đức, là một cô bé chưa lớn. Thì trong ban thiếu nhi Nguyễn Đức lúc đó thì hay hát những cái bài hát dành cho cha mẹ, hoặc là cho tổ quốc non sông, yêu quê hương đất nước, yêu gia đình, yêu ông bà cha mẹ. Và Thanh Lan rất là thích cái bài này mà hôm nay là lần đầu tiên được hát đó. Lần đầu tiên luôn á chị? Vâng. Ok Phụng. Nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn tre thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng mong con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên liếp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió, tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bề tình thương. Trước mồ nhìn khói đau buồn tưởng nhớ năm xưa,
công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Dịu hiền như bề tình thương, lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã trước mồ nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Bài này thì Thanh Lan đã thích từ khi còn rất là nhỏ. Và cái câu mà cảm động nhất đó là câu chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ. Hát xong là coi như là nãy giờ đứng run hết trơn, không có còn bình tĩnh được nữa. Tại vì nó buồn quá. Tại vì thưa quý vị thì Thanh Lan cũng đã mất mẹ từ lâu rồi, nên mà cứ hát mấy cái bài nào mẹ là cứ muốn chảy nước mắt. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Bài kế tiếp là bài Về Mái Nhà Xưa, nhạc và lời Nguyễn Văn Đông. Dạ, bài này thì chị Thanh Lan có được hát rồi. Ngày xưa trước 75 thì có được thâu băng rồi, mà cũng không nhớ là thâu cho chương trình nào nữa. Chỉ biết rằng mình có được hát rồi. Trước 75 thì đâu có gì không nhớ rồi. Thì chỉ cứ từ 70 tới 75 thôi chứ không có được dài. Thì nhân đây Thanh Lan cũng xin cảm tạ tình cảm mà quý vị dành cho Thanh Lan. Thanh Lan thì trước 75 chỉ có mấy năm ngắn ngủi đó thôi, mà được quý vị thương mãi cho tới bây giờ. Dạ. Về đây ngơ ngác chim bay tìm đàn, về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn. Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế, qua đáy tim chưa đục sông mê, qua ước mơ
duyên tình đơn sơ. Về đây đâu phút vui xưa sum vầy, thềm hoàng thưa nắng phương thắm rơi đầy. Anh có nghe trong lòng thu chết, bao lá khô phải nhạt hương đêm, tan tác bay phiêu bạt dưới trời quên. Nơi xưa quê nghèo, nhà tranh nát tiêu điều, tình xưa không hàn gắn. Người đã xa rồi, người về đâu có hay, đâu vòng tay đắm say. Về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng, vườn dâu thưa lá ngại nói tương phùng. Em ơi yêu trong chiều đông giá, mang áo xanh theo chồng sang sông, quên mái tranh quên con đò xưa. Tiêu điều tình xưa không hàn gắn. Người đã xa rồi, người về đâu có hay, đâu vòng tay đắm say. Về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng, vườn dâu thưa lá ngại nói tương phùng. Em ơi yêu trong chiều đông giá, mang áo xanh theo chồng sang sông, quên mái tranh quên con đò xưa. Em ơi yêu trong chiều đông giá, mang áo xanh theo chồng sang sông, quên mái tranh quên con đò thấy tuyệt vời của âm nhạc Việt Nam mình. Dạ, nghe bài hát này thì không biết là Trúc Sinh có tưởng tượng ra không ấy, chứ mà Thanh Lan cảm thấy giống như có một cái cảnh tượng rất là đẹp của quê hương Việt Nam. Dạ, có mái tranh, có con đò và có những cuộc tình đã mất. Mà nghe nó cái lòng mình nó nhẹ nhàng chị ha. Vâng, thì nhạc hồi xưa đó không những là cái giai điệu mà cả cái hòa âm đều êm ái, cho nên là khi mà chúng ta nghe những bài hát đó thì cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhàng. Không biết là quý vị có thấy nhẹ nhàng không? Giai điệu tuyệt vời mà lời cũng tuyệt vời luôn. Dạ, tiếng thì, hát của chị cũng tuyệt vời. Nhạc của Nguyễn Văn Đông là có bài nào không hay? Bây giờ mình có bài nào mà hồi xưa chị cũng đã từng hát thì mình hát lại chắc là quý vị khán giả cũng sẽ thích đó. Bài gì chị? Giới thiệu.
thì mỗi khi mà đi đâu thì hay là vào internet đọc cho vui thì lúc nào cũng thấy khán giả nhắc tới cái bài Gọi Người Yêu Dấu. Người yêu dấu. Thích không? Trúc Sinh thích bài đó không? Oh, bài quá đẹp. Bạn nhạc ngoài kia có thích bài đó không? Anh Dự là mê thôi chứ không thích. Không mê, mê à? Mê thôi. À, vậy hả? Dạ. À, dịu dàng á, lời thì thầm của tình yêu nhé. Dạ, thì Trúc Sinh nói là cái góc phố Nhạc Vàng này, Trúc Sinh chọn những cái nhạc sĩ gọi là rất là kinh nghiệm về phòng thô, như anh Dự, anh Ngọc, anh Phụng, nhất là anh Sĩ Dự. Ảnh rành, ảnh mê dòng nhạc gọi là tiền chiến, lãng mạn. Anh Dự lãng mạn anh Dự. Quá lãng mạn. Quá lãng mạn. Anh nào là ảnh nghe nhạc này là ảnh mê uống red wine. Đúng rồi. Sang thế. Sang. Cốt xì gà không? Bài hát hay 10, nghe chị Thanh Lan hát thêm vô thành 100 luôn. Rồi, ok, mấy ông khen quá à, chắc gọi người yêu dấu, cố gắng mà hát cho hay vậy. Nhạc mở lời của Vũ Đức Nghiêm. Dạ vâng, anh Vũ Đức Nghiêm là một nhạc sĩ quân đội. Lúc đó là bài này là bài đầu tiên đó. Đó thì chị Thanh Lan cũng vô tình là có những người anh quen với lại anh Vũ Đức Nghiêm. Thì lần đó chị lên Đà Lạt chơi thì những người anh này bảo đến thăm ông anh này tí. Thế đến thăm cái tự nhiên ông mới đưa cái bài Gọi Người Yêu Dấu này cho mình xem. Đó, xong mình thấy trời ơi sao cái lời mà dễ thương quá vậy, mà lại có thương em mong manh như một cành lan. Lúc đó thì thưa quý vị, lúc đó Thanh Lan gầy dữ lắm, đúng là mong manh như một cành lan. Nên là đem về đề nghị với người nhạc sĩ Ngọc Tránh cho Thanh Lan thâu bài này đi. Thế cho nên sau đó là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã trở thành quen thuộc với tất cả quý vị khán giả yêu nhạc. Sau đây, Gọi Người Yêu Dấu của Vũ Đức Nghiêm. Gọi người yêu dấu bao lần, nhẹ nhàng như gió thì thầm, làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi. Gọi người yêu dấu trong hồn, ngập ngừng tha thiết bồn chồn, kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương cho lòng nhớ thương. Người yêu dấu ơi, sao lòng xa xát đầy vơi. Người yêu dấu ơi, thu về tim vẫn đơn côi. Đã qua nhanh thương đôi mắt sao trời lung linh, thương yêu ngón tay ngà xinh xinh, thương yêu dáng vai gầy thanh thanh, thương yêu vòng tay ghi xiết ân tình, thương yêu gió em buồn bơ vơ, thương yêu nét dịu dàng, thương em mong manh như một cánh lan. Gọi người yêu dấu xa vời mà lòng lưu luyến bồi hồi, ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi. Gọi người yêu dấu đời nghẹn ngào không nói thành lời, tình yêu xưa ngày tháng pha phôi biết bao giờ nguôi.
Sao trời lung linh, thương yêu ngón tay ngà xinh xinh, thương yêu dáng vai gầy thanh thanh, thương yêu vòng tay ghi xiết ân tình, thương yêu dáng em buồn bơ vơ, thương yêu nét môi cười ngây thơ, thương yêu tóc dịu dàng, thương em mong manh như một cánh lan, gọi người yêu dấu xa vời mà lòng lưu luyến bồi hồi, ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi, gọi người yêu dấu muôn đời nghẹn ngào không nói thành lời, tình yêu xưa ngày tháng pha phôi biết bao giờ. Gọi người yêu dấu. Dạ, hy vọng là từ nãy giờ Thanh Lan gọi thì người yêu dấu cũng có xúc động tí nào chứ hả? Dạ vâng, thưa quý vị, thì trong đời ai cũng có một người yêu dấu nhất. Thì hy vọng rằng khi mà nghe bài hát này thì quý vị sẽ nhớ lại cái người yêu dấu nhất của mình. Và Thanh Lan cũng xin chúc rằng quý vị sẽ gặp lại người yêu dấu đó. Dạ. Yeah. À, sau đây chị giới thiệu tiếp bài luôn. À, tiếp hả? Mong mừng nè. Dạ vâng, thưa đây là cũng yêu dấu nhưng mà mẹ hiền yêu dấu chứ không phải là gọi người yêu dấu. Bài hát này thật ra là một bài hát Pháp, nhưng mà ngày xưa thì nhạc sĩ Ngọc Chánh có đề nghị Thanh Lan viết lời Việt để thâu băng, thì dĩ nhiên là bài hát này nằm trong băng Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh, và cũng đã rất nhiều ca sĩ hát lại bài hát này, nhưng mà không biết là lần đó có in là lời Việt của Thanh Lan hay không, cho nên có người biết có người không biết, thì luôn tiện hôm nay Thanh Lan xin giới thiệu. Dạ, mẹ hiền yêu dấu, lời Việt của Thanh Lan. Xin quý vị thưởng thức. Hiền yêu dấu, mẹ đã trao về con thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu hỡi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ. Hãy subscribe.
khóc mẹ cười vui, là mặt trời trên tóc, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Hiền yêu hỡi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên. Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào, khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa, nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Là mặt trời trên tóc, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ bóng dáng người. Không biết quý vị nghe, quý vị có nghe, có nhớ lại những ngày ở Sài Gòn hay không? Chứ còn mình hát thì mình nhớ lại những ngày Sài Gòn lắm. Tại vì bài hát này lần đầu tiên mà khi Thanh Lan viết lời Việt xong đó, thì Thanh Lan có mời mẹ qua phòng mình, nói mẹ mẹ con mới viết cái bài này nè, mẹ nghe thử coi có được không. Thì sau khi mẹ nghe xong mẹ rất là xúc động, tại vì mẹ nghĩ rằng mình viết bài này cho mẹ. À, chị viết năm mấy? Chẳng nhớ năm bảy mấy, đâu có nhớ đâu. Những cái bài nào mà Thanh Lan thâu băng mà quý vị nghe, nó chỉ nằm từ năm 70 tới năm 75 thôi, chứ không có nhiều hơn. À dạ, thì hồi nãy Thanh Lan có thưa là anh Ngọc Tránh á, anh nhạc sĩ Ngọc Tránh có chọn bài này để đưa cho Thanh Lan hát. Dạ, nhưng mà lúc đó chưa có ai viết lời Việt, thế thôi cứ mình tự viết luôn. Quá dễ thương. Thì hôm nay chị Thanh Lan gửi đến quý vị bài về mẹ nhân dịp tháng năm Memorial Day. Chúc xin thương chúc các bà mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời, luôn được con cháu chăm sóc. À. Đưa đi ăn uống. Thật ra thì các bà mẹ thì nếu mà lớn tuổi rồi thì ăn uống cũng không có bao nhiêu, nhưng mà cái quý là con cháu quay quần xung quanh. Thì chính Thanh Lan cũng là một bà mẹ chứ bộ. Nên là sau đây thì Thanh Lan cũng xin kính chúc tất cả các bà mẹ, dù là lứa tuổi nào, có những bà mẹ rất là trẻ và có những bà mẹ rất là nhiều tuổi và có rất nhiều con. Hồi xưa người Việt Nam mình hay nói rằng con cháu đầy đàn là nhà có phước đó. Đó thì nhưng mà khi mà qua tới hải ngoại này thì vì cuộc sống khó khăn cho nên nhà ai cũng cố gắng bớt lại, không có nhiều con. Nhưng mà thú thật là khi mà đến những cái gia đình mà đông con đó thì đúng là thưa quý vị, Thanh Lan thấy rằng đúng là đông con là nhà có phước thật. Dạ, nó vui ghê lắm cơ. Dạ,
Thành ra là Thanh Lan cũng xin kính chúc tất cả các bà mẹ là cứ việc đông con đi cho nhà có phước, chứ không có cần phải mà lo lắng quá nhiều, tại vì trời sinh voi sinh cỏ. Nhưng có nhiều người lại bảo không, nhưng mà mình không phải là cỏ. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan bị cái tật là nói chuyện là cứ hay chêm những cái câu đời xưa với lại hay chọc cười mọi người. Thì hy vọng rằng với cái cách nói chuyện vui vẻ của Thanh Lan thì quý vị sau khi xem chương trình này cũng sẽ vui vẻ. Và đây sau bài Người Mẹ Hiền Yêu Dấu, chúc sinh và các anh em xin gửi lời chào quý vị. Hẹn quý vị vào kỳ tới. Dạ, xin kính chào quý vị.